xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị trong những video clip lần trước. Và tại video clip lần này, chúng tôi xin gửi tới các bạn điều cực kỳ thú vị. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta rút tiền mà bị máy ATM rút thẻ thì hãy làm ngay 3 điều này. Rút tiền bằng thẻ dường như là ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn vì sự tiện dụng. Thế nhưng đôi lúc nó cũng sẽ phát sinh ra những nỗi nhỏ, chẳng hạn như bị lút mất thẻ. Rút tiền bằng thẻ thông qua giao dịch ở cây ATM dường như ngày càng phổ biến và được rất là nhiều người lựa chọn. Nếu như chưa biết làm thế nào thì các bạn hãy xem ngay 3 điều sau đây nhé. Đầu tiên là kiểm tra coi thẻ có nhả ra lại hay không. Trước tiên, khi mà vừa bị lút thẻ thì các bạn hãy thử nhấn thêm một số nút khác xem máy có nhả thẻ ra không. Nếu vẫn không nhả thì hãy đứng đó và đợi thêm một lát hoặc chờ đợi người giao dịch sau để tránh việc ATM bị lỗi nhả thẻ ra sau, bạn có thể sẽ mất thẻ. Cứ điềm tĩnh, mình chưa nhận được tiền, chưa thấy trả thẻ thì cứ chờ thêm tí xíu nữa, coi lỡ mà hệ thống mất điện hay lỗi nhỏ thì khắc phục được ngay thôi. Điều thứ hai là sau khi đã xác định là việc ATM nút thẻ và không nhả ra thì sẽ có 2 trường hợp. Trường hợp đầu tiên là nếu như cây ATM ở ngân hàng và ngân hàng đó đang mở cửa thì bạn thông báo cho bảo vệ và các nhân viên ngân hàng, họ sẽ hướng dẫn xử lý cho bạn. Nhớ báo ngay cho ngân hàng để họ biết tình trạng, để nếu như người sau đó có lợi dụng lấy thẻ của mình rút thì ngân hàng còn biết đường và giải quyết. Trường hợp thứ hai, nếu như cây ATM nằm ở một địa điểm không phải là ngân hàng như nhà sách, công ty, bệnh viện, trung tâm thương mại thì hãy để ý xung quanh phía trên bên phải hoặc là bên trái cây ATM xem có số điện thoại liên hệ không và gọi tới số điện thoại đó để thông báo và hướng dẫn nhận lại thẻ. Và trong trường hợp rút tiền mà bị máy ATM nút thẻ mà không có bất cứ một số điện thoại liên hệ nào hoặc tổng đài nào thì bạn có thể tới điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng đó để thông báo hoặc gọi điện tới tổng đài của ngân hàng để được hướng dẫn nhận lại thẻ. Sau đây là số điện thoại tổng đài của một số ngân hàng mà các bạn có thể gọi trực tiếp. Thứ ba là cần tiền gấp thì muốn lấy tiền ngay thì chúng ta còn cách nào hay không? Thông thường thì tùy vào cái ATM, tùy vào từng ngân hàng thì sẽ thường khoảng từ 1 tới 3 ngày thẻ bị nuốt sẽ được gọi tới để lấy. Nếu như thời điểm này bạn cần tiền mặt gấp, không muốn chờ đợi tới khi có thẻ mới lấy được tiền thì cứ mang chứng minh thư, nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân tới ngân hàng để rút tiền. Một điều cần lưu ý là bạn phải nhớ chữ ký mẫu mà bạn đã đăng ký tại ngân hàng mới có thể nhận được thẻ một cách dễ dàng. Đó là 3 điều bạn cần phải làm nếu chẳng may rút tiền mà bị cây ATM nuốt thẻ. Nhưng bạn cũng nên biết rằng đôi khi thì chúng ta bị nuốt thẻ cũng là do những nguyên nhân sau. Do chúng ta nhập sai mã PIN, này, quá số lần quy định. Do lỗi hệ thống đường truyền của ATM bị cúp điện. Do không lấy thẻ khỏi máy sau khi thực hiện giao dịch. Để đảm bảo an toàn cho thẻ, ATM sẽ tự động thu hồi thẻ về máy sau một thời gian dao động khoảng từ 15 tới 30 giây. Biết được nguyên nhân này rồi thì hy vọng lần sau rút tiền thì các bạn sẽ không bị cây ATM nút thẻ nữa nhé. Nếu có thể thì cũng áp dụng những cái bước mà mình hướng dẫn bên trên.